Hay chào các bạn nha. Hôm nay mình có một cái video đặc biệt chia sẻ trong video này. Ở đây mình có hai con heo đất. Đó. Hai con heo đất. Trước dịch thì là mình có làm Airbnb hồi 2019 đấy. Đó là bắt đầu là lúc đấy mình cũng mới quen duyên mật đâu đó là khoảng hơn một năm xíu à. Sau đấy là mình dịch vô thì lúc đấy là duyên mập mà qua bên Philippines rồi thì chỉ có mình ở Việt Nam thôi, nhưng mà hai đứa vẫn giữ liên lạc với nhau. Duyên mập qua bên Phi làm 3 năm hơn đấy, thì ở đấy mình có ba con heo, mình không có kinh doanh được Airbnb nữa ấy. Thì mình đưa ba con heo này về để mình kiếm cái hình mình chèn đâu đây cho bạn coi. Con heo thứ ba nhá, thì con heo đấy mình đập mất tiêu rồi. Thì mình bỏ tiền tiết kiệm đồ này kia vào con heo đấy, thay vì như là mình tặng quà tặng bánh vào những cái dịp lễ sinh nhật hay là cái dịp đặc biệt nào đấy cho duyên mập ấy. Thì do là mình không có qua bên Philippines được ấy, thì mình chỉ có gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật thôi à, chứ cũng không có gửi quà gì. Thì thay vì như vậy ấy, thì mình lại trích một phần tiền nhỏ nhỏ của mình ra, mình bỏ vào một con heo đất màu hồng. Nó màu hồng đấy thì con heo đấy thì mình đập rồi đấy. Mãi về sau này ấy, thì con heo đất màu hồng đấy thì nó chật quá rồi, nó không chứa được nữa. Thì mình tính bỏ qua hai con còn lại đây, nhưng mà mình thấy cái giá tiền của nó cũng 90.000, đập cũng hơi tiếc, mà bỏ thì không được nhiều. Chính vậy mình đi kiếm một con heo khác đây, kiếm một bạn heo khác màu hồng, tại biết duyên mập thích màu hồng. Đó. Mua một con heo màu hồng, thế là chuyển từ con heo màu hồng nhỏ đấy qua con heo lớn này, xong bắt đầu bỏ tiền vào con heo lớn này tiết kiệm cho duyên mập, để khi nào mà duyên mập về Việt Nam ấy thì những cái món quà mà mình không tặng được ấy thì mình cứ bỏ vào con heo này ấy, thành tiền đấy. Thì mình tiết kiệm sau này nếu mà có cái gì đấy mà cần sử dụng á, thì mình gửi cái con heo này lại cho duyên mập, gửi lại cho duyên mập xài hoặc là làm đám cưới cho hai đứa. Bây giờ ấy, giá vàng lên quá rồi mà cũng cần vàng hoặc là cần tiền để làm đám cưới nữa, nên là thôi bây giờ mình quyết định là heo này nó chỉ có giảm giá thôi chứ không tăng giá được, thấy vàng tăng quá. Này xin lỗi heo nha. Đấy, bây giờ mình sẽ đập thử qua coi là nó có bao nhiêu tiền trong đây. Từ lúc quen viên mập là 2018, nó đi năm nay là 2024, là khoảng gần cuối năm 2018 chứ. Năm nay là 2024 rồi thì phải 6 năm gì đấy, gần 6 năm. Để coi mình tiết kiệm được bao nhiêu cho viên mập nha. Đây, chuẩn bị sẵn rồi đây. Này sẽ kê dưới chân nó cho nó đứng cho nó khỏi xước cái bàn. Đây cái thớt nhỏ tập tiếp quá, mà giá thì giá vàng thì đang tăng, lúc nào tăng ấy, heo thì có đâu tăng ở đâu, heo thì không tăng. À, bữa nay không còn tiền để mà ít tiền để heo rồi, bây giờ phải đập nó đi để mà mua vàng, đi mua vàng cho có giá, hoặc là mua vàng hoặc là có vàng rồi bắt đầu là mua con heo mà để được vàng ấy, sẽ mua con heo khác thay thế con heo này. Mình đập nha. Đây đập bể rồi. Rồi coi nào, mình tiết kiệm cho duyên mập được bao nhiêu tiền, mình bỏ heo cho duyên mập ấy được bao nhiêu tiền, đếm thử nha. Ở đấy duyên mập qua bên Philippines ấy, thì mình ở Việt Nam mà làm việc rồi, hai đứa cứ giữ liên lạc với nhau vậy.
Rồi đến một ngày nào đấy mình thấy hai đứa có thể kiếm xe được. Có con heo này. Chờ nhau. Hẹn việc chờ nhau tìm hướng. Tiết kiệm. Mình để heo mình để đồng đồng 500 nhiều, 500 nhiều nhất. Thế mình cứ cứ tại hồi đấy là con heo nó nhỏ quá. Sau rồi mình cứ chẳng hạn như có mấy chục đây, mình lại đổi mấy người này đổi người kia ra đồng 500 mình đây. Nếu mà có dư thì mình lại bỏ heo. Mình hai cái này ấy thì là bao nhiêu nhỉ? 2 nhân cho 10 là 2 triệu. Để 2 là 2 triệu tư. Đây mình đếm cái đống này được 51 tờ, nghĩa là 25 triệu rưỡi à? Đúng rồi, 50, 25 triệu rưỡi. Với cái này là đâu đấy là 3 triệu tư hay 3 triệu 2 ấy, là được 28 triệu. Nhiều phết đấy chứ nhỉ. Đó, để từ từ hồi mà Duyên Mập đi qua bên Philippines đến bây giờ á, bây giờ mới gọi nào đập heo ra coi là có bao nhiêu này này. Bữa mình đập ra nhưng mà mình không có kiểm, bữa con heo mà heo hồng nhỏ nhỏ ấy mình đập ra nhưng mà mình cũng không kiểm tra, bây giờ mới bỏ dồn qua con heo lớn đây ấy, thì bây giờ mới coi là được 28 triệu mấy trăm nghìn được. Thế là tí mà đưa ra ngoài kia mấy cô đến tiền chắc cố cọc luôn không ạ? Tiền nó gấp trời luôn. Quăng tít. Thế lâu lâu mình có dịp sử dụng mà. 6 năm, gần 6 năm mới có dịp mà. Ấy 2018 2019 bắt đầu mình mới bỏ ống heo để có tiền thì nó đem cưới á, cưới sau này á. Một cái dịp gì đấy giống như là như vậy thì mới đưa ra sử dụng. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.